Khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 10, xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn thì bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đang đổ cùng chiều phía trước. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo khác, di chuyển chiều ngược lại. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 16 người. Cú va chạm mạnh đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn do đường dốc, cua, trời tối và lái xe khách không chú ý quan sát. Qua kiểm tra nhanh, các lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy,